Ô, xin chào cả nhà. Bữa nay vô hai cam nè, quá trời cam rớt. Cam bự bự. Đây cái này chín nè. Wow, nè nè cắt đi cắt đi anh này. Anh cứ hái như vậy. Quá trời bự mình ơi. Đây hai trái bự đây nè. Trái đó nữa. Trái gì tụi mở hai nó lần lượt bắn lên. Ủa lụt ngộ. Mấy đi. Ồ cái đó đó. Nó lừa. Úi giời, úi giời. Chết kẹo quá. Wow, coi mấy trái nó chín hết trơn rồi, đồ mẹ này rớt á. Chị thả mua mà tăng khu. Bè, rồi. Đây. Không có cái gì ngoài cái này đâu quý vị. Cái chừng gãy nghe ông già Noel. Cắt luôn, ừ cắt chú luôn. Đây cả nhà. Cam đấy chị. Cam đấy. Cái nhà lá vườn đấy. Cái nhà lá vườn. Quá trời chín nhà ơi. Làm quá. Wow. Đây anh ơi, cái chín nhóc nè. Ngọt lắm. Không hề xịt thuốc nha. Đây, 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 đây. Ôi, lấy làm cái cam thiên nhiên. Cái gì làm? Người cho bá luôn. Nè. Ok, ok. Gương tê tê. Nước này này. Quay nè, cắt nè. Đây luôn luôn anh này, vô luôn. Đến luôn vô luôn bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn. Ủa thì chưa đủ đó. Ừ. Ồ, một chùm luôn rồi khen. Đó, cho đó đó. Đây, 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 đây. Đúng rồi. Đúng chính xác. Wow, chú chào cha mẹ ơi. Nè. Đây 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 đây. Ô hay. Thấy con hết đâu nhiều lắm. Cả mấy tấn lận. Đây kêu người ta vô hái đi. Ôi cao quá. Xe quá rồi quá. Nhiều quá, ăn không hết. Nhiều quá, ăn không hết, không thể ăn luôn. Ôi, trái, hai trái kia kìa anh.
Ủa chín sắp sửa rớt luôn rồi. Đó. Xuống luôn ở gần anh kìa. Đấy, đây đây đây. Nè. Đậy rồi. Hết chỗ chứa. Hẹn chủ nhật tuần sau quay lại. Chúng ta hái tiếp. Còn mẹ bán thì thôi. Đeo hái nữa. Wow. Thật là tuyệt vời. Wow. Cái này để ngắm đi đừng hái nữa. Để ngắm chơi vậy đó. Wow. Cực kìa. Ui, ui sao cha mẹ. Ui. Đâu mà khóc mà. Đỏ lõm luôn đó. Chết gì luôn. Ừ. Hái đi anh. Hái sơ sơ rồi. Ồ. Hái sơ sơ rồi. Đừng hái nhiều quá. Để cho bông loại. Đây. Đây này bự quá rồi. Không. To. Sao to không lồ. Siêu to khổng lồ. Ôi, cái đó nó chín quá trời luôn. Đừng nó rớt nha. Chứ chung con cái mặt ra là bé luôn á. Mặt ra. Ừ, má rồi. Ê, 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 thế một trên là rớt xuống đất. Ê, mấy cái đó nó chín hết rồi đó, nó láo bó luôn rồi. Ăn là hết Sài Gòn 17 luôn. Đi, cái này nè anh, cái này nè, kia. Giờ ngày mai nó rụng không ai biết, rớt á. Uống á, ừ, sao mà trái ra luôn á. Ừ. Thôi nhiều quá rồi, không có chợ đi Sài Gòn được đâu. Phải đi xe đò được. Ê, hồi nãy rớt xuống xuống đất lụm chưa? Chết luôn, hái bưởi không? Này chứ không. Đi coi bưởi đi. Đi coi thôi đừng có hái. Hai con đem lên được. Vô. Cá lóc. Đâu? Con cá lóc. Con cá trê. Anh ăn một cái là anh phê túi ra. Cái cây bưởi, cái cây này không ngon đâu. Ê, cái cây này không có ngon. Không, cái cây này không có ngon. Cây bên kia mới ngon. Anh biết mà. Đi. Đi không quan. Đi nhà của mình. Đi vô bắt con gà luôn. Em đi Sài Gòn mình hấp chao ăn. Đi cả nhà. Hai, hai được nhiêu đây nè. Đây, hai trái bưởi. Trời ơi. Xài. Bự bự không nè. Chín rõ luôn. Cái này không có xịt thuốc. Ăn ngọt. Rồi cả nhà ơi, video mình tới đây xin tạm dừng nha. Chúc tất cả mọi người xem video thật vui vẻ nha. Đây, cái cam sành nè cả nhà. Cây quá trời, cây luôn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.